Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi trang cơ sở của huyện Mường La phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phản ánh mới lạ hội thi xếp đá ngọc chiến. Tiếp theo chương trình là bài viết tạ bú cải thiện dinh dưỡng ở trẻ em. Cuối chương trình có phóng sự Mường La đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, miền quê cổ tích Ngọc Chiến được biết đến với những công trình bằng sỏi đá với nhiều tạo hình khác nhau do bàn tay những người nông dân cẩn thận và khéo léo sắp xếp tạo thành. Trong lễ hội mừng cơm mới vừa qua, lần đầu tiên xã Ngọc Chiến tổ chức hội thi xếp đá đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan và cổ vũ. Hội thi xếp đá có 18 đội thi đến từ 15 bản trong xã và 3 đơn vị trường học tham gia. Các tác phẩm được các đội thi chuẩn bị chu đáo từ khâu lên ý tưởng, nhặt đá suối và tạo hình tác phẩm. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn riêng, phản ánh sinh động bức tranh thiên nhiên, đời sống văn hóa tinh thần của bà con nhân dân nơi miền quê cổ tích. Thông qua cái bức tranh này thì các cô giáo trường mầm non Ngọc Chiến muốn thông qua đó là đây là cái sự dịu dàng, nết na của cô gái Thái Ngọc Chiến. Ở bức tranh này thì các cô giáo cũng thể hiện đó là bên cạnh cô gái Thái thì có cánh đồng Mường Chiến và có dòng suối Chiến hiền hòa. Từ những viên đá hòn sỏi vô tri vô giác qua bàn tay khéo léo của các đội thi đã được thổi hồn trở thành những tác phẩm nghệ thuật sinh động, đẹp mắt, giàu ý nghĩa, mang hơi thở cuộc sống và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như những nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái, cổng chào các bản, cánh đồng lúa Mường Chiến, chủ phú tốt tươi, hội thi xếp đá. Mặc dù tổ chức lần đầu, song các tác phẩm đều được ban giám khảo đánh giá cao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội có tác phẩm đáp ứng được tiêu chí, tinh tế trong ý tưởng và khéo léo trong sắp xếp tạo hình. Đây là tôi thấy là với bàn tay khéo léo của từng thành viên trong đội thì họ cũng đã tham gia rất nhiệt tình và nói lên được những cái đặc trưng của cái từng vùng, từng đội. Và đặc biệt là với chất liệu là từ những viên đá sỏi, từ màu sắc là tự nhiên, không có dùng màu của bên ngoài. Với chất lượng của những cái sản phẩm này là lưu giữ được lâu dài. Xã Ngọc Chiến có địa hình núi cao, độ dốc lớn và nhiều con suối nhỏ, đặc biệt có dòng suối Chiến chảy qua 15 trên 15 bản trên địa bàn xã. Tận dụng lợi thế về tự nhiên có sẵn, nhiều năm qua cấp ủy chính quyền xã đã định hướng và tuyên truyền nhân dân dùng đá suối, vật liệu sẵn có ở địa phương và thân thiện với môi trường thiên nhiên để làm các công trình trong gia đình, cộng đồng, tạo nên những điểm nhấn độc đáo riêng có của Ngọc Chiến. Xếp đá là cái hội thi mới và nó mang tính chất là gắn bó với lại cuộc sống của bà con nhân dân. Từ những hòn đá vô tri vô giác ở dòng suối Chiến huyện Hiền Hòa được trải dài hơn 3 km tại xã Ngọc Chiến thì chúng tôi cũng vận động nhân dân tận dụng những hòn đá để phục vụ trong sản xuất như là làm bờ rào, rồi là lát những cái nền nhà và tạo ra những cái tác phẩm để gắn bó với lại đời sống và thân thiện với môi trường của nhân dân xã Ngọc Chiến. Về Ngọc Chiến, nghe gió kể chuyện, nghe suối tâm tình và nghe người dân nơi đây kể về câu chuyện đặc biệt của mảnh đất này. Trong khuôn khổ lễ hội mừng cơm mới, hội thi xếp đá là một trong những cách làm sinh động góp phần lan tỏa, quảng bá văn hóa địa phương, đến gần hơn với du khách xa gần, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến với miền quê cổ tích Ngọc Chiến để được trải nghiệm, tìm hiểu và khám phá. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Trạm Y tế xã Tạ Bú, huyện Mường La đã phối hợp với các cấp các ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là trẻ em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Theo kết quả điều tra đến hết năm 2023, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cân nặng trên tuổi ở xã Tạ Bú là 16%, giảm 0,6% so với năm 2022. Con số này cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng trên địa bàn xã đang được kéo giảm theo từng năm. Để đạt được kết quả trên, Trạm Y tế xã Tạ Bú đã tập trung tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức, hành vi của nhóm đối tượng phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Bởi thời cơ vàng để các can thiệp có hiệu quả tỷ lệ suy dinh dưỡng là thời kỳ mang thai và 2 năm đầu tiên của cuộc đời. Nếu không can thiệp sớm, suy dinh dưỡng có thể gây ra các tổn thương không hồi phục cho sự phát triển về sau đến tuổi trưởng thành. Ở trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, dễ dẫn đến tình trạng béo phì,
và tăng nguy cơ với các bệnh mãn tính. Hôm nay, chị Hoàng Thị Thúy Duyên ở Bản Bắc đưa con đến tiêm chủng theo lịch định kỳ tại trạm y tế xã Tạ Bú. Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành cân đo chiều cao cân nặng của bé đầy đủ, thực hiện theo dõi thường xuyên để có lời khuyên tư vấn kịp thời trong việc chăm sóc và đảm bảo dinh dưỡng của bé cho chị. Ngay khi mang thai, tôi đã đến trạm để bác sĩ tư vấn khám thai, bổ sung dinh dưỡng cần thiết. Sau khi sinh bé thì tôi luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng cho bé. Hàng ngày cho bé ăn bổ sung các chất dinh dưỡng như thịt, cá, rau, sữa. Theo hướng dẫn của cán bộ y tế, cho bé tiêm chủng đầy đủ và cho bé uống vitamin A mỗi năm 2 lần. Cùng với nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung hợp lý, các chương trình bổ sung tăng cường vitamin A và kẽm được trạm y tế xã triển khai quyết liệt. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2024, toàn xã có hơn 181 trẻ dưới 2 tuổi. Qua cân đo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 2 tuổi là 10%. Như vậy, có thể thấy, với những giải pháp cụ thể được triển khai, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em tại xã Tạ Bú đang được cải thiện rõ nét. Trên địa bàn Bản Két thì có 34 trẻ từ 0 đến 5 tuổi. Thì bản thân tôi làm y tế thôn bản thì phối hợp với trạm y tế thì thường xuyên tuyên truyền cho bà mẹ nuôi con, chăm sóc trẻ này. Hàng tháng thì cân đo trẻ này. Và mỗi năm thì phát vitamin A, thuốc tẩy giun. Thì mỗi năm là 2 lần. Hàng tháng thì cân đo trẻ, thường xuyên tuyên truyền vận động bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc trẻ. Tôi từ lúc bầu với lúc đẻ được các cán bộ y tế xã tuyên truyền cho hỗ trợ thuốc này, với cả nấu ăn này, cách sử dụng thực phẩm cho con rất là hợp lý này. Bây giờ cháu được 2 tuổi, được 12 cân, rất là phù hợp với tiêu chuẩn cân nặng rồi ạ. Thời gian qua, hoạt động dinh dưỡng được triển khai sâu rộng xuống đến từng hộ gia đình thông qua mạng lưới chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng, đã góp phần huy động được các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia. Trong năm 2024, chúng tôi đặt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cân nặng trên tuổi xuống còn 15,6% và tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trên tuổi dưới 17,1%, quản lý và theo dõi sự phát triển của trẻ dưới 5 tuổi và cải thiện tỷ lệ tiến thiếu vi chất dinh dưỡng, tiếp tục tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn góp phần thực hiện hiệu quả chương trình suy dinh dưỡng trên địa bàn xã cho cộng tác viên và y tế bản. Các hoạt động góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi đang được trạm y tế xã Tạ Bú đẩy mạnh thực hiện, qua đó nhằm chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em, nâng cao chất lượng dân số xã Tạ Bú nói riêng, huyện Mường La nói chung. Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định Công an Nhân dân là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua, Công an huyện Mường La đã tích cực chủ động phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thời gian qua, thông qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã duy trì được các hoạt động vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tổ chức lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả. Thông tin liên quan đến an ninh trật tự được trao đổi thường xuyên, vụ việc đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật được phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời. Đặc biệt, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần quan trọng thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an xã chính quy và công an xã bán chuyên trách là hạt nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở. Trực tiếp tiếp xúc với người dân, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện điều tra xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tại 15 xã, một thị trấn được bố trí công an chính quy, đảm nhiệm chức danh công an xã với tổng số biên chế 89 đồng chí, 195 công an viên bản tiểu khu,
cơ cấu tổ chức, trình độ năng lực của lực lượng công an xã cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự ở cơ sở. Công an xã Quyết Tông hiện tại gồm 8 đồng chí, một trưởng, một phó và 6 đồng chí cán bộ. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an huyện cũng như Đảng ủy Ban xã Quyết Tông, tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát trên các địa bàn 9 bản trên địa bàn xã Quyết Tông, phối hợp với lực lượng ban quản lý bản, công an biên bản thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện những đối tượng trộm cắp tài sản, qua đó tình hình tội phạm trên địa bàn được kiềm chế, ổn định, không để các hiện tượng phức tạp xảy ra. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cấp ngành liên quan và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường La ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an xã đã phối hợp với Ủy ban dân xã thường xuyên nắm bám địa bàn và phối hợp với công an viên của các bản làm tốt công tác tạm trú tạm vắng, nắm chắc người ra vào trong địa bàn và thường xuyên báo cáo với Ủy ban dân xã về thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững và ổn định. Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng công an huyện Mường La đã tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng củng cố kiện toàn, duy trì các tổ chức quần chúng và nhiều mô hình lan tỏa ở cơ sở. Nhiều năm qua, huyện Mường La duy trì tốt các hoạt động của các tổ nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, mang lại hiệu quả tích cực. Hiện nay, toàn huyện có 1.367 mô hình nhóm liên gia tự quản với trên 22.221 thành viên, 211 tổ an ninh nhân dân với 1.005 thành viên, 197 tổ hòa giải với 1.061 thành viên. Chất lượng hoạt động của tổ nhóm từng bước được nâng cao, thu hút được nhân dân tự nguyện tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các nhóm liên gia tự quản còn có nhiệm vụ giáo dục giúp đỡ đối với 306 người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện, vận động các hộ trong nhóm tham gia giáo dục giúp đỡ, định kỳ tổ chức đánh giá việc chấp hành của người được giáo dục giúp đỡ. Kết quả đa số thái độ của người được giáo dục giúp đỡ tỏ ra cầu thị, tiếp thu những nội dung giáo dục. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nắm rõ tình hình địa bàn ở cơ sở, kịp thời báo cáo khi có việc xảy ra đột xuất, báo cáo lên cấp công an chính quy ở xã để giải quyết kịp thời khi có việc xảy ra đột xuất. Không chỉ vậy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã giúp khơi dậy sức mạnh tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào phong trào nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện hiện có 13 trên 15 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự nông thôn mới, 14 trên 16 địa bàn xã thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và ngành công an đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó là sẽ tăng cường đổi mới, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân để quần chúng nhân dân nhận diện được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền, cũng như là tuyên truyền cho quần chúng nhân dân thấy rõ được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là cái loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm ma túy trên địa bàn. Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Mường La đã và đang khơi dậy sức mạnh của nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trang cơ sở của huyện Mường La phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.